Hello tất cả các khách hàng, thì ngày hôm nay lại tiếp tục là giao cho công trình một cái bộ đèn đường liền thể mẫu. Đây là cái đèn đường đến từ thương hiệu Lu Carbon, có tên ký hiệu là OLG 80W. Thì cái mẫu này nó sẽ sử dụng pin mono ra, rất là xịn luôn nha mọi người. Và cái mẫu đèn á, thì nó sẽ đóng gói khá là chắc chắn. Em bỏ qua cái bước gói đèn rồi, bây giờ em cho mọi người coi cái hàng thiện nè. Đó, cái đèn nó rất là dài luôn nha. Em giao hai cái cho công trình. Đấy, có hai cái rồi nha. Đấy, nhìn cái đèn nó quá trời đẹp luôn mọi người ha. Và ở bên đây là cái phần thông số của đèn. Ở đây thì nó viết tiếng Anh thôi, nên là em để cái thông số tiếng Việt ở phía bên trái cho mọi người đọc nha. Cái mẫu này thì em hy vọng là khi mà gửi cho công trình thì cái vị khách hàng này sẽ cảm thấy hài lòng và sẽ chốt số lượng luôn, để bên em có thể ra được nhiều cái chiếc đèn này hơn cho vị khách hàng này. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ nha. Cái video này thì em xin phép được lồng tiếng nha, bởi vì là nó hơi ồn tí. Đây là hai cái chiếc đèn khi mà được đóng gói hoàn thiện rồi, thì em chỉ đợi shipper tới lấy nữa và giao cho khách hàng thôi. Khách hàng này thì ở Bình Tân nên là em book ship giao qua luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ qua bên kho nha. Đây, ở bên kho thì anh này đang đóng cái chiếc đèn FW 200W. Mẫu này thì em đang bán là giá 1.280.000 đó mọi người. Đèn rất là rẻ ha. Thì nếu mà quý khách hàng nào có thích mua chiếc đèn pha năng lượng mặt trời giá rẻ, cứ độ sáng cũng khá là ok, thì quý khách có thể sử dụng cái chiếc đèn FW 200W này. Mẫu này thì khách hàng đang đặt là hai cái. Tiếp theo là cái FW 300. Thì đây là vị khách hàng quen tên là chị Yến ở Long Khánh, thì chị có đặt là một cái bộ đèn FW 300 giá 1.600.000 nha mọi người. Đây, còn tiếp theo là sáu cái đèn đường, tiếp theo sẽ là sáu cái đèn pha Rolex công suất 500W. Thì ở đây em đang test được là bốn cái đèn nó sáng và hoạt động bình thường rồi. Em đóng lại luôn nha. Đây là cái tấm pin để xài cho chiếc đèn nè. Tấm pin này là tấm pin 120W. Đây, nó rất là lớn. Dài thì nó dài là 1m nè, rộng là 68. Khi mà đóng xong hoàn thiện thì một kiện nó sẽ như thế này. Nó sẽ gồm một kiện đèn, bốn cái đèn nè. Một cái kiện có bốn cái đèn, với là một cái kiện là bốn cái tấm pin. Còn hai cái đèn kia thì em đang sạc ở ngoài này nè mọi người, để em ra cho mọi người coi. Đây, hai cái đèn kia là do nó đang hết pin nên là em đang sạc ở ngoài này. Tí nữa sạc xong đầy pin rồi thì em cũng sẽ đem vô và đóng hàng luôn. Chỗ mà vị khách hàng này lắp đặt cái đèn ấy, nó còn cái chiều dài tới 5m lận, cho nên là em cũng sẽ tặng kèm theo cho vị khách hàng này 2m rưỡi nữa. Tại vì là dây đèn có sẵn 2m rưỡi rồi, em tặng thêm 2m rưỡi nữa thì được 5m cho vị khách hàng này lắp đặt ha. Tiếp theo thì em đang đóng cái chiếc đèn FW 100W, mẫu này có cảm biến chuyển động nha. Giá em đang bán là 1.450.000 đồng. Thì diện tích chiếu sáng của một chiếc đèn này nó có thể chiếu được tới 80m² luôn á. Đó, đây là những cái đơn hàng sương sương ngày hôm nay. Còn đây là cái đèn FW 300W. Mẫu này đợt sale vừa rồi em bán cũng số lượng rất là nhiều luôn á. Giá là 1.250.000, còn ngày đó mọi người tranh thủ chốt đơn giùm em luôn nha. Ngày hôm nay thì có sương sương bao nhiêu đây đơn hàng thôi. Cũng có sương sương khoảng 10 đơn thôi. Ủa, 9 đơn thôi. Đó, thì cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ công ty rất nhiều. Đây là đèn âm trần nữa nha. Công ty Xenon Solar cũng có bán đèn điện nữa nha mọi người ơi. Thì nếu mọi người có nhu cầu mua đèn năng lượng, hoặc là đèn điện, hoặc là đèn trang trí, hoặc là đèn quạt, thì cứ liên hệ với công ty Xenon Solar để chốt đơn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.